Xin chào bạn, hôm nay là Lý Ca Sơ Tốn Nước, chúng tôi xin giới thiệu cho bạn cái mẫu van xà tiêu giá rẻ và sử dụng tương đối được trên thị trường hiện nay. Đó là dòng BF410. Cái dòng này so với các hãng là giá tương đối là rẻ và phù hợp với các công trình mà cần giá thành rẻ và có thương hiệu, thì sản phẩm này thì chúng ta có thể sử dụng được. Sản phẩm này thì là sản phẩm của Ca Sơ, sản xuất ở Việt Nam nha bạn, chính xác là nhà máy ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Tôi sẽ mở cái sản phẩm ra, thì trên tay tôi là cái phiếu bảo hành Ca Sơ. Cái sản phẩm này thì được bảo hành là 24 tháng nha bạn. Chúng ta sử dụng cái phiếu bảo hành này, chúng ta sẽ trên đây có số điện thoại của Ca Sơ, chúng ta sẽ liên lạc báo cho Ca Sơ nếu tình trạng bị hư hỏng. Trong đây thì có các bộ phận như là cái này, cái nắp trục ở trên cái che cái nguồn cấp nước. Cái này là cái trục trên bộ tiểu nha bạn. Cái này là cái ống dẫn nước nước cấp nước cho bộ tiểu. Còn cái bộ phận cuối cùng là cái van. Thì cái van xả tiểu này là van xả nhấn. Nó tự ngắt nước cho mình. Nó là dạng như là bản tự động các bạn. Cái này là cái cụ, nó mục đích là để cho cấp nước cho nguồn tiểu nè. Như này tôi nói là cái lắp này mà vô là nó sẽ dẫn xuống nguồn tiểu cho mình ha. Và cái nguồn cấp nước ở đây là phi 21. Thì cái này là răng ngoài thì nó sẽ lắp đặt với cái răng trong phi 21. Nên chúng ta khi lắp đặt chúng ta chuẩn bị cái nguồn cấp nước răng trong 21 ha. Thì trên đây thì nó có cái logo của Ca Sơ. Đây thì có cái tem chống hàng giả Ca Sơ luôn ha. Thì cái van xả tiểu này tôi chỉ có lưu ý một vấn đề, đó là nó trên đây có một con ốc, nó nhờ nhằm để cho điều chỉnh cho cái lượng nước cho chúng ta. Ví dụ như chúng ta mà ví dụ như muốn nó cấp nước nhiều ít hơn, chúng ta xiết ốc này lại. Còn nếu mà cái ám nó mạnh quá thì chúng ta mới xiết thôi, chứ bình thường thì lượng cấp nước nó là đủ rồi thì chúng ta không quan tâm ha. Và cái van xả tiểu này thì nó rẻ nhưng mà thực ra nó có một cái nhược điểm. Như tôi thấy là cũng vậy, là thứ nhất là cái lực nhấn nước vào nó sẽ thường là nặng, nó nhấn nước vào đây rất là nặng, và cấp nước thì nó không được nhiều lắm, nên thực ra nó không dùng được hầu hết các bồn tiểu. Mà chúng ta sẽ lưu ý là nó thường dùng những cái bồn tiểu mà có cái kích thước nhỏ và cần cái lượng nước nó ít thôi thì dùng cái bồn van xả tiểu này được ha. Còn những van xả tiểu, bồn tiểu lớn thì chúng ta sẽ có sự lựa chọn là BF412G. Đây là đây, sẽ tiến là sẽ làm một cái clip khác về cái van xả tiểu này, chúng ta tí nữa sẽ quan sát cái clip đó ha. Sản phẩm này hiện tại được cung cấp ở đại lý Tốn Nước chúng tôi. Quý khách cần liên lạc mua hàng thì liên lạc cho tôi, sẽ số điện thoại dưới cùng clip. Hoặc muốn xem giá bán hoặc đặt hàng trên website của tôi thì chúng tôi có để đường link ở trong phần mô tả chi tiết để chúng ta có thể click vào để có thể đặt hàng, xem giá bán. Cảm ơn quý khách và xin hẹn gặp lại những clip.